Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể hội nghị, tôi xin giới thiệu. Tôi tên là Phan Văn Quy, hiện đang kinh doanh tại địa điểm TS050 Nhà Lồng Trái Cây. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho thương nhân tại chợ Bình Điền, được mời tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Được sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin đôi lời phát biểu tại hội nghị hôm nay. Ngay khi dịch Covid-19 được khống chế từ những tháng cuối năm 2021, chợ Bình Điền đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường và cung cấp nông sản thực phẩm cho thành phố và các tỉnh lân cận, vừa tạo ra công ăn việc làm, giải quyết cuộc sống cho hàng chục ngàn bà con tại chợ. Thay mặt các thương nhân và người lao động tại chợ Bình Điền, chúng tôi xin thành thật cảm ơn các cấp chính quyền thành phố quận 8 và ban giám đốc công ty chợ Bình Điền đã tạo điều kiện cho chúng tôi khôi phục kinh doanh, ổn định cuộc sống hiện nay. Qua báo cáo sơ kết tại hội nghị hôm nay, tôi hoàn toàn nhất trí với phương châm đảm bảo an toàn, văn minh, vệ sinh môi trường trên toàn khu vực chợ của ban giám đốc công ty Bình Điền. Hiện nay, qua đánh giá của thương nhân kinh doanh tại chợ, hoạt động của công ty Bình Điền đang ngày càng ổn định và có chiều hướng phát triển. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trước, cụ thể như sau. 1. Lực lượng an ninh tác phong văn hóa giao tiếp ngày càng chuyên nghiệp và thân thiện. Trật tự trên sân chợ ngày càng ổn định, các trường hợp mua bán trái phép lấn chiếm trên sân chợ đã giảm mạnh. Việc phân luồng giao thông nội bộ đã tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận tiện và an toàn. Việc lên xuống hàng hóa được nhanh chóng hơn. 3. Công ty Bình Điền đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh khắp các nhà lồng và phạm vi chợ, kiên quyết trấn áp xử lý các trường hợp gây rối an ninh trật tự, an toàn giao thông, các trường hợp không tuân thủ nội quy chợ, luôn đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho hoạt động kinh doanh của thương nhân, người lao động vào chợ mua bán. 4. Tình hình vệ sinh môi trường tại chợ đã có nhiều chuyển biến tích cực, thông thoáng, sạch và mỹ quan hơn trước. Công tác thu gom quét dọn trong nhà lồng chợ, trên sân chợ ngày càng được hoàn thiện. Chợ Bình Điền ngày càng sạch đẹp hơn. Đặc biệt thương nhân chúng tôi luôn đồng lòng hướng đến phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định. Mỗi điểm kinh doanh tự trang bị thùng rác sinh hoạt theo chủ trương của công ty chợ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể hội nghị. Trên đây là vài ý kiến nhỏ của tôi tại hội nghị ngày hôm nay. Sau cùng, tôi xin phép đại diện thương nhân chợ Bình Điền một lần nữa chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, các cấp ban lãnh đạo, giám đốc công ty chợ Bình Điền đã tạo điều kiện cho chợ Bình Điền hoạt động ngày càng phát triển, ổn định, an toàn, là một trong những chợ đầu mối lớn nhất nước và xa hơn nữa là đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, xin cảm ơn Công an quận 8 đã phối hợp chặt chẽ với các phòng an, phòng ban, an ninh công ty chợ Bình Điền luôn có mặt kịp thời, cần thiết, đảm bảo an toàn an ninh trật tự, tạo niềm tin cho người dân kinh doanh tại chợ Bình Điền. Kính chúc toàn thể quý vị có mặt nơi đây cùng thương nhân luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài, tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn hội nghị, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.